nói dối, sự khiếp nhược tiềm ẩn. Nói về George Washington, chúng ta nghe rất nhiều giai thoại về ông. Song, nổi bật nhất vẫn là câu chuyện ông chặt cây anh đào của cha mình. Thuở thiếu thời, Washington là một cậu bé hiếu động và nghịch ngợm. Một hôm, có người tặng quà cho cậu bé, đó là một cái búa. Vì quá thích thú với chiếc búa nhỏ sắc bén, Washington liền thử quà bằng cách chặt đứt một cây anh đào rất quý của cha trồng. Người cha hay được, giận lắm, liền gọi con vào vấn tội. Washington riu ríu đi vào, và bất ngờ, ông can đảm nhận hết tội của mình đã làm và chấp nhận hình phạt của cha. Người cha thấy con như thế, đổi giận làm vui, liền ôm Washington và nói: "Tất cả tài sản của cha, không có thứ gì quý bằng tánh ngay thẳng của con." Thật vậy, cái tinh thần ấy đã làm cho Washington sau này trở nên một vị tổng tư lệnh đáng kính nhất của Hoa Kỳ, một bậc vĩ nhân đáng ngưỡng mộ nhất của nhân loại. Dù câu chuyện thực hư có được bao phần, nhưng mục đích giáo dục tích cực của câu chuyện là phẩm chất tốt đẹp có thật của George Washington thì không cần phải bàn cãi. Trung thực với người khác và thành thực với chính mình luôn là chuẩn mực đạo đức tạo nên giá trị của một con người chân chính. Và câu chuyện cậu bé Washington chặt cây anh đào đã là một điển tích tiêu biểu cho câu nói của một nhà văn người Anh là Samuel Johnson: "Trung thực mà không hiểu biết là yếu ớt và vô dụng. Hiểu biết mà không trung thực thì thật là nguy hiểm và đáng sợ. Còn những người trung thực và hiểu biết sẽ là những người viết nên lịch sử của chính mình." Nói dối đơn giản là nói điều không đúng sự thật về một điều gì, về một người nào đó, nhằm mục đích là ích kỷ cho bản thân, để được lợi cho riêng mình. Nói dối là từ chối người khác tiếp cận sự thật, là ép người khác nghĩ sai về một sự việc hay về một người nào đó. Các nhà triết học như Saint Augustine, Saint Thomas đều lên án tất cả các hình thức về nói dối, bao gồm chê bai, gièm pha hay bêu xấu người, được xem là những trạng thái khác của nói dối. Những nhà triết học này cho rằng nói dối là sự biến thái của ngôn ngữ tự nhiên, nó mang hàm ý tiêu cực tuyệt đối. Và dĩ nhiên, với số trường hợp nói dối mang tính chất đạo đức và vô hại thì miễn luận ở đây. Riêng với các nhà thần kinh học thì lập luận rằng nói dối là biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức. Nó không dừng ở lời nói mà còn trong hành động con người. Những vấn đề mà chúng ta dùng sự dối trá để giải quyết hầu hết không giải quyết được gì, là bởi vì chúng ta không lường được sự tai hại của lời nói dối như thế nào. Duy chỉ có một điều mà ta có thể thấy được, đó là sau mỗi lời nói dối, lòng tin của người khác dành cho mình, kể cả sự chân thành của bản thân, sẽ dần dà mất đi, không cánh mà bay dễ dàng. Con người ta sở dĩ nói dối là chỉ vì một chữ sợ mà thôi. Sợ oai quyền, sợ hình phạt, sợ thất lợi, sợ bị cười chê, vân vân. Mỗi khi ta thấy mình bị hoàn cảnh nào đó lôi cuốn phải nói dối, hãy bình tâm suy nghĩ, tìm xét nguyên căn, thì ta sẽ thấy không ngoài những nguyên nhân đã nói trên. Thôi Tử là quyền thần nước Tề thời Xuân Thu. Vì là tướng quốc, thao túng hết chính sự nước Tề, nên chuyện gì ông ta cũng dám làm. Một hôm, trong lúc hội họp ăn thề, bàn mưu giết vua Tề Trang Công. Tất cả sĩ phu trong triều, ai nấy đều sợ oai Thôi Tử, đều răm rắp vâng theo. Duy chỉ có Án Tử là nghiễm nhiên ngồi yên, không hề sợ sệt, và nhất quyết không chịu ăn thề. Thôi Tử liền lấy giọng quyền thế mà hăm he, và nói với Án Tử rằng: "Nếu ngươi nghe lời ta, khi lấy được nước, thì ta chia cho một nửa. Nhược bằng không nghe, ta giết ngay lập tức." Vừa nói xong, quân lính ở bốn mặt hầm hầm lòe gươm giáo ra, như muốn ăn tươi nuốt sống Án Tử. Chết đến nơi mà Án Tử không hề đổi sắc mặt, ông ung dung nói thế này: "Lấy lợi mà những người ta, bảo người ta phản chủ của mình là bất nhân. Lấy binh khí mà hiếp người ta, khiến người ta mất đi chí khí là bất dũng. Giết thì giết, ta không theo việc nhà ngươi, ngươi làm gì ta?" Đoạn nói xong, Án Tử đứng dậy, khoan thai bước ra cổng đi về. Thôi Tử nhìn theo, họng hoàn toàn bị cứng lại, không dám làm gì Án Tử. Trong khi, hai hàng gươm giáo vẫn đằng đằng sát khí hai bên.
Nếu không phải là người chí dũng, thì án tử đã không dám nói sự thật giữa đám quân binh đang kiềm kích. Có đủ can đảm nói sự thật, phải chăng là biểu hiện của một tính cách điềm đạm chí cực? Hay nói cách khác, chỉ có kẻ nào có được một tinh thần bất úy mới có thể đủ can đảm nói sự thật mà thôi. Nói lời thật và chỉ biết nói thật mà thôi là tập cho mình có được một tinh thần bất úy, là thứ tinh thần không biết sợ hãi, dù là việc gì hay ở trong hoàn cảnh nào, phải nói cho đúng với sự thật. Ấy là một tánh, là một gốc của tính cách, thế nên cần phải luyện tập từ nhỏ hoặc được giáo dục mới có được. Một khi nói dối đã trở thành thói quen, về sau không dễ gì sửa đổi được. Thường ngày, phải tập thói ưa sự thật và ghét sự dối. Dù là chuyện nhỏ, cũng đừng tập nói sai cái thật của nó. Khi nghe điều này, có người sẽ biểu môi mà nói rằng: "Ôi, năm thuở 10 thì nói dối có một lần, có sao đâu." Chúng ta nên biết rằng, nói dối lần đầu, lương tâm cắn rứt như có con sâu trong tâm can. Nhưng chính vì suy nghĩ trên nên rồi ta bỏ qua. Dối thêm lần hai, lần ba, lương tâm sẽ dễ chịu hơn, sẽ không còn bị cắn rứt nữa. Dần dần sẽ thành thói quen mà không cần phải xác định rằng mình đã quen nói dối từ khi nào. Hơn nữa, điều quan trọng không phải là dối chuyện lớn hay chuyện nhỏ, mà tư tưởng nói dối mới chính là vấn đề. Kẻ trộm một trứng gà là sẽ trộm được một con bò. Lần đầu lơ tơ mơ nói dối sượng sùng đỏ mặt, và khi đã xác định là có thể trộm được cả con bò thì người ta nói dối như cơm bữa, nói không chút ngại ngùng, và đôi khi trở thành người nịnh hót nhã nhặn, người vuốt ve khéo léo từ lúc nào không hay. Lời nói ta cứ xem là một lời viết ra ngoài mặt giấy, là một lời danh dự không thể tẩy sửa. Thà không nói gì hết mà hễ nói là lời đúng sự thật, không nói dư, và nhất là không nói sai cái thật. Làm được thế thì tinh thần mới được vững vàng. Dù có một quyền thế lớn thế nào, một danh lợi to là bao, một lực lượng ngoại giới mạnh ra sao, cũng không thể bắt buộc ta phải nói sai sự thật được. Nước Lỗ có một cái đỉnh đồng rất quý, vua nước Tề thích lắm nên bắt đem dâng. Vua Lỗ tiếc vô cùng, bèn bàn với quần thần làm một cái đỉnh giả mà đưa sang cống cho nước Tề. Vua nước Tề nhìn thấy biết là cái đỉnh giả, nhưng vua tôi nước Lỗ cứ khăng khăng nói là thật. Vua Tề liền nói: "Cho gọi Nhạc Chính Tử đến đây, nếu ông ta nói đỉnh thật thì ta tin." Vua Lỗ về liền cho dời Nhạc Chính Tử đến và kể sự tình. Chính Tử liền hỏi: "Tại sao đại vương không đem cái đỉnh thật mà tặng?" Vua Lỗ nhăn nhó nói: "Vì ta quý nó nên không nỡ đem dâng." Nhạc Chính Tử liền thưa: "Nhà vua quý cái đỉnh ấy thế nào thì tôi cũng quý chữ tín của tôi thế ấy." Vì không còn cách nào khác hơn, vua Lỗ đành phải đưa cái đỉnh thật ra, Nhạc Chính Tử mới chịu đi sứ. Nhạc Chính Tử nhất quyết không chịu nói dối, dù là lợi cho vua nước mình cũng vậy. Người như thế, chẳng những vua nước Tề mà chính vua của ông ta cũng phải nể mặt. Trái lệnh vua ban, Nhạc Chính Tử thà bị chém chứ không thể nói dối với người khác. Thế thì có phải vì hằng ngày Nhạc Chính Tử không bao giờ chịu nói dối, dù là chuyện nhỏ hay lớn, nên tinh thần của ông được kiên cố đến thế, mạnh mẽ thêm lên đến không còn sợ một thế lực nào nữa cả? Trong một xã hội thiên về vật chất, người có nhiều tiền là có nhiều quyền. Họ có thể dùng quyền và tiền để che đậy cái thật về mình, về việc của mình. Cái suy nghĩ ấy không có gì sai. Tuy nhiên, họ quên rằng chính mình mới là người sống trong sự lo lắng, luôn suy nghĩ và thay đổi cách nói dối theo mùa, theo thời, để giữ được sự hậu thuẫn của người khác, cung phụng sự thỏa mãn của mình. Nên họ không dám nói thật, vì nói thật thì lợi sẽ không có, mà hại thì nhiều. Trong xã hội mạt pháp như hiện nay, hiện tượng dối lừa trở nên phổ biến, không phân biệt lứa tuổi, tầng lớp hay ngành nghề gì. Trẻ con vì sợ học hành, có thể nghĩ cách giả bệnh mà trốn. Sinh viên vì sợ rớt lớp, nên táo bạo hơn trong việc gian lận bù thi. Kẻ yêu đương, vì muốn thỏa mãn dục vọng riêng, sẵn lòng gạt lường nhau cho nhói tim đẫm lệ. Người bán buôn, vì sợ mất khách hàng, đành nhờ vào sự giả dối mà buôn bán lọc lừa. Thậm chí, sự nghiệp còn có thể lên đến ức vạn. Hơn nữa, kẻ nói dối thượng thừa trong xã hội đôi khi còn được thiên hạ phong cho cái tên tốt đẹp là người nhã nhặn,
có tài ăn nói, biết đãi bôi. Kỳ thật, chỉ là người nhút nhát, chỉ biết vì mình chứ không phải vì người. Vì nói thật thì sợ mít lòng người, nên phải nói sai cái thật đi, để mong được người ta ưa. Đó chẳng qua là một trạng thái khác của vua nịnh và bợ đỡ. Người như thế thì ai ai cũng ưa, nhưng chẳng thân. Và ngược lại thì ai ai cũng ngờ và chẳng tin. Một khi ta cầu được sự thương yêu của người, đồng nghĩa là ta sợ bị người chê bai. Người như thế không phải là loại người khiếp nhược thì là gì? Sau khi Yến Tử đã qua đời 17 năm, một hôm, Tề Cảnh Công ngồi uống rượu cùng các quan đại thần trong triều. Khi gần tàn tiệc, Tề Cảnh Công nổi hứng muốn bắn tên, liền kêu kẻ hầu đem cung tên ra bắn. Không ngờ, Tề Cảnh Công bắn trượt hết, không một mũi tên nào trúng đích. Mặc dù vậy, các quan đại thần trong triều, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi không ngớt lời. Khi nghe tiếng reo hùa nịnh hót, Tề Cảnh Công đổi thần sắc, thở dài, rồi quăng hết cung tên xuống đất. Các đại thần ai nấy đều sợ hãi nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Một lúc sau, Tề Cảnh Công vẻ mặt thất vọng không vui, nói với quan đại thần Huyền Chương rằng: "Huyền Chương, từ khi Yến Tử mất đến nay, đã 17 năm rồi, ta đã không còn nghe được người khác vạch ra khuyết điểm và sai lầm của ta. Hôm nay ta bắn tên không trúng đích, nhưng tại sao mọi người lại đều khen ngợi ta?" Huyền Chương đáp: "Đó là bởi chúng thần không đủ tài đức, không đủ tài trí, nên không thể nhìn thấy khuyết điểm của đại vương. Dũng khí không đủ nên không dám mạo hiểm khuyên gián. Nhưng có một việc, thần nghe nói, khi đại vương thích mặc cái gì, thì các đại thần sẽ mặc cái ấy. Đại vương thích ăn thứ gì, thì các đại thần sẽ ăn thứ ấy. Đại vương, phải chăng là ngài thích nghe những lời nịnh hót, thích thấy những điều ai vua?" Vua Tề Cảnh Công nghe xong, vẻ mặt dịu đi phần nào, liền nói: "Ông nói phải lắm. Trong các thị dục của con người, thị dục huyễn ngã là khó chiều chuộng nhất. Đó là thị dục muốn được người khác cho mình là quan trọng. Nói cách khác, nó là thị dục ngưỡng mộ, thích được người khen tặng. Quần thần nước Tề đã có ít nhiều kẻ học được bí quyết làm thỏa mãn sự đói khát lời khen của Tề Cảnh Công, nên mới sinh ra cớ sự. Muốn tập tánh ăn ngay nói thật, cần phải khởi từ hồi con người đang còn thơ ấu. Tập cho chúng nó biết sùng bái sự ngay thẳng cương trực, biết ngưỡng mộ những tấm gương thẳng thắn trong đời. Bên cạnh đó, tập cho chúng biết khinh bỉ sự dối trá du bợ. Lâu ngày, cái tinh thần chiếu cố ấy sẽ ăn sâu vào tinh tủy, và khi trưởng thành, khi va chạm điều dối trá, chúng sẽ tự biết mà loại mình ra vì không cùng màu cùng giống. Trong xã hội thực dụng, lối giáo dục xem người có nhiều tiền của là tôn quý, mà không cần xét đến nhân cách họ như thế nào, sẽ sản sinh ra một thế hệ hám danh lợi, chuộng sự hư trá hơn là trọng sự ăn ngay ở thật. Không may đứa trẻ làm một lỗi gì, chúng ta sẽ thường thấy nó sợ mình mà nói dối hơn là thấy nó can đảm nhận tội. Trong khi đó, cha mẹ còn cho là đứa trẻ ấy là thần đồng, tỏ ra không biết sợ oai quyền ngay từ bé. Thậm chí họ còn cho những sự dối láo ấy là những cách khôn khéo ở đời, mồi miếng lanh lợi, là đứa khôn ngoan sắc sảo, về sau thế nào cũng sẽ đắc dụng trên đường đời. Còn những đứa ăn ngay nói thẳng, như thằng A, thằng B trong xóm, vừa thật thà, vừa ít nói, thì lại bị chê là đứa ngu si đần độn, âm trì địa ngục và u tối. Một xã hội như thế, thì làm gì có những người biết quý người ngay, biết trọng lời thật như Nhạc Chính Tử hay Gandhi. Thánh Gandhi là người thứ nhất dám tự hào rằng: "Tôi không bao giờ biết nói dối." Thật vậy, mặc dù ông là một nhà chính trị, nhưng đối với phe nghịch, ông cũng không bao giờ nói dối để được việc lợi cho mình. Lời nói của ông là một bảo đảm chắc chắn hơn tất cả những hiệp ước trên thế gian. Hễ Gandhi hứa một điều gì thì việc ấy coi như đã được ông thi hành rồi. Tục truyền rằng Gandhi sở dĩ có được một tinh thần như thế là nhờ sự khéo dạy của người mẹ. Một hôm Gandhi tan học về, vì sợ bị quở trách nên ông đã dối mẹ của mình. Bà mẹ biết được bèn nhất định không ăn cơm. Ông khóc rất nhiều và cầu khẩn mẹ ăn, nhưng bà mẹ cương quyết tuyệt thực, không chịu thay đổi ý kiến. Là người con chí hiếu, Gandhi khóc lóc xin mẹ nói rõ nguyên cớ vì đâu mà mẹ giận. Bà nói: "Mẹ thà thấy con chết hơn là thấy con nói dối. Vì nói dối là tỏ ra mình có một tâm hồn khiếp nhược.
Có con như thế là một cái nhục, mẹ không muốn sống nữa. Gandhi bèn đứng lên, đi thẳng lại chỗ nấu ăn, lấy một cục than đang cháy đỏ rực, để lên bàn tay mình và nói với mẹ ông rằng: Con thề với mẹ, suốt đời này con không bao giờ nói dối nữa. Bà mẹ mừng và ông Gandhi vào lòng. Và cũng từ đó, Gandhi không bao giờ nói dối dù là nửa lời. Ông thường bảo với kẻ khác: Cái thẹo trên bàn tay tôi, đây là hình bóng của mẹ tôi, không bao giờ rời khỏi tôi. Đó là vị thiên thần phò hộ tôi, mãi trong vòng thành thực và danh dự. Nếu vì lợi cho mình mà nói dối, đó là vì khiếp nhược mà nói, nhất định không nên làm. Nhược bằng, vì lợi cho người mà nói dối, thì cái dối ấy, có khi ta cũng không nên câu nệ thái quá. Vì lợi cho người mà nói dối, như lương y với bệnh nhân, hoặc gặp phải hoàn cảnh giải nguy, thì có thể làm được, mà không phải giảm đến cái dũng khí của mình. Ở Ấn Độ, các nhà đạo sĩ tịnh tâm thường hay dùng sự cấm khẩu để làm diệu pháp. Trong lúc cấm khẩu, họ không bị một lực lượng nào bắt buộc phải nói trái với ý nghĩ của mình. Dần dà trong tu tập, họ mất hẳn cái thói quen nói dối. Đó là một cách tu luyện tinh thần bất úy rất hay. Bên cạnh đó, trong ngũ giới của nhà Phật thì cấm vọng ngữ là giới cấm đầu tiên để có được cái tinh thần điềm đạm và đại lực. Một người bình thường muốn trở thành một người điềm đạm thì phải biết hy sinh cái lợi vật chất của cá nhân, cái lợi được người yêu kẻ mến, cái lợi vinh thân phì gia, cái lợi nhất bổn vạn lợi. Làm người điềm đạm, không nhất thiết lúc nào cũng phải nói lời thật. Sự thật không phải luôn luôn nên nói, nhưng nếu vì hoàn cảnh không nên nói thì thà đừng nói gì cả. Còn nếu thấy cần phải nói thì lời nói của mình phải cho ngay cho thật. Nếu không phải vì sợ oai thế hình phạt, vì muốn ăn mày sự yêu thương của kẻ khác, vì ăn xin sự ưu ái của người đời, hoặc là vì muốn ngọc mật chết ruồi, làm kẻ thường thừa môi mép, thì chắc chắn là không có cái lợi gì khác buộc ta phải nói dối cả. Cho nên, chỉ khi nào ta diệt được ngay cái nguyên nhân của sự nói dối đi, thì tấm lòng của ta mới vững vàng mà thờ phụng sự ngay thật. Đành rằng chỉ vì có được một tấm lòng bất quý mới có đủ can đảm nói luôn luôn sự thật. Nhưng cũng nhờ vì hằng ngày nói mãi lời thật mà dũng khí của ta hằng ngày được tăng gia kiên cố. Mỗi khi ta nói dối là tinh thần dũng khí của ta giảm đi một ít. Càng nói dối bao nhiêu thì cái dũng khí của mình càng suy nhược bấy nhiêu. Cho nên, những kẻ ham thích nói dối là những người ẩn chứa sự khiếp nhược từ bên trong. Mỗi lần cho ra sự dối trá là mỗi lần ta nuôi dưỡng tánh hèn nhát trong ta càng lớn hơn. Cái dũng của thánh nhân. Thu Giang, Nguyễn Duy Cần. Nam Hà Thư Tịch. Trích luận. Sự ủng hộ và gắn bó của quý vị là sự khuyến khích rất lớn với Nam Hà Thư Tịch, là đồng hành niềm đam mê sưu tìm văn hóa và lịch sử của dân tộc. Xin hãy đăng ký và chia sẻ như lời động viên cho những bài viết sắp tới của mình nhé. Vẫn biết phải sống về tương lai, nhưng dĩ vãng lại là gương nên ngắm lại. Tủ sách Nam Hà Thư Tịch. Cảm tạ.